Mình vừa mới nhận được một cái thông tin vô cùng hot và muốn thông báo đến các bạn ngay và luôn cho nóng nè. Đó chính là vừa qua nhà Yonex họ đã cho hé lộ về một cái siêu phẩm vợt mới với tên gọi đó chính là Yonex Nanoflare 1000 set. À, tò mò đúng không? Đây chắc chắn là cái siêu phẩm vợt sẽ cực kỳ hot trong thời gian tới. Và video hôm nay á, mời các bạn cùng theo chân mình tìm hiểu xem coi cái siêu phẩm vợt mới này Yonex Nanoflare 1000 set sẽ được tích hợp những cái công nghệ mới gì, những cái thiết kế nổi bật gì. Cùng bắt đầu nha. Thì trước tiên mình xin chia sẻ với các bạn về Nanoflare là cái dòng vợt thiên về cái tốc độ ra vợt nhanh của nhà Yonex. Tốc độ ra vợt nhanh ở đây á, là khi mà người chơi chúng ta cầm vào chúng ta vung vợt á, thì cái tốc độ ra vợt của những cái cây Nanoflare nó sẽ giúp người chơi có được những cái pha vung rất là nhanh luôn. Và việc xoay chuyển từ cái tình huống tấn công sang phòng thủ thì với những cái cây Nanoflare nó sẽ giúp các bạn xoay rất là nhanh, giúp người chơi chúng ta xử lý cầu rất là linh hoạt ở trên sân đấu ha. Nên chính vì vậy với những cái cây vợt của Nanoflare á, được rất là nhiều người chơi ưa chuộng, người chơi sử dụng nè. Và đặc biệt á, là những cái vận động viên trên thế giới họ thi đấu họ sử dụng vợt Nanoflare của Yonex rất là thành công, cực kỳ thành công luôn. Nên hứa hẹn á, cái cây vợt Yonex Nanoflare 1000Z này ra mắt sẽ cực kỳ hot luôn nha các bạn nha. Cá nhân mình á, sau khi mà đọc cái bài chia sẻ của nhà Yonex về cái siêu phẩm vợt mới này á, thì mình nhận thấy được có một cái câu vô cùng nổi bật luôn, đó chính là Lightning Strike with the new Nanoflare. Thì mình hiểu nôm na đó chính là với cây vợt Nanoflare 1000Z mới này á, thì nó sẽ giúp người chơi có được những cái pha vung vợt với tốc độ nhanh như là sét đánh, như là chớp giật luôn ha. Nghe chiến thật sự luôn đó. Và nên chính vì vậy cái màu sắc của cây vợt của chúng ta nó cũng được lấy cái màu của sấm chớp làm chủ đạo, đó chính là màu vàng với màu đen pha thêm đó một ít màu trắng. Nhưng mà với cá nhân mình á, thì thực sự nhìn vào màu sơn của cây vợt Yonex Nanoflare 1000ZZ này á, thì mình không quá là ấn tượng các bạn nha. Cảm nhận là nó chia cái mảng màu ra nhìn nó thật sự không quá đẹp cho một cái siêu phẩm vợt cực kỳ cao cấp. Nếu mà các bạn nào chúng ta để ý á, thì với những cây vợt có chữ Z ở phía trên á, là nó kết thúc cho cái series vợt đó ha. Như là chúng ta có Dura Z-Strike là kết thúc cho cái series Dura nè. Rồi Astrox 100Z là kết thúc cho cái dòng vợt Astrox 100Z là cái cây vợt kiểu như là cao cấp nhất. Thì với cái dòng Nanoflare mới này thì chúng ta có cái siêu phẩm Yonex Nanoflare 1000Z này. Đây cũng là cái siêu phẩm hứa hẹn là cái siêu phẩm vợt cao cấp nhất của cái series Nanoflare và cũng là kết thúc cho cái series Nanoflare thêm về cái tốc độ ra vợt nhanh này luôn nha. Và cũng bởi vì em nói là cái siêu phẩm vợt cao cấp nhất của cái series Nanoflare nên sẽ được nhà Yonex cho tích hợp những cái công nghệ hoàn toàn mới mà mình sẽ điểm nhanh liền ngay sau đây luôn. Thì trước tiên nhìn vào cái phần khung vợt của cái siêu phẩm Yonex Nanoflare 1000Z này á, thì chúng ta sẽ được tích hợp một cái khung hoàn toàn mới các bạn nha. Đây mình có chuẩn bị sẵn một cái cây vợt như thế này, mô tả cho nó dễ. Đó chính là cái khung mà Aero Combat Frame. Thì cái khung Aero Combat Frame này á, là nó được tích hợp hai cái khung đã có trước đây lại với nhau. Thứ nhất á, đó chính là cái khung Aero Frame. Thì cái khung Aero Frame này rất là nổi tiếng, nó được tích hợp trên cái cây vợt Yonex Nanoflare 700 ha. Nó được phát mỏng ra ở phía bên ngoài như thế này và cái khung vợt nó làm rất là dày. Nó giúp người chơi khi mà chúng ta vung vợt á, giảm tối đa lực cản của không khí cho người chơi có được những cái pha vung vợt nhanh thân thoát luôn. Đó. Và cái khung kết hợp thứ hai đó chính là cái khung Combat Frame. Thì với cái khung Combat Frame này á, nó chỉ được tích hợp ở trên một số cái cây vợt siêu cao cấp, đó chính là cái cây Yonex Dura Z-Strike hay là Nanoray Z-Speed á, cái khung vợt bóp nhỏ các bạn đó. Thì với cái khung vợt bóp nhỏ này á, thì nó sẽ giúp người chơi khi mà chúng ta truyền lực vào cây vợt á, thì cái lực nó sẽ đến cái mặt vợt rất là nhanh và nó sẽ bộc phát ra rất là nhanh luôn đó, giúp người chơi có được những cái pha đánh cầu phải gọi là bộc phát cái là cái quả cầu chúng ta tới liền. Thì kết hợp hai cái khung đó lại với nhau, chúng ta có cái khung là Aero Combat Frame đó, thì nó sẽ giúp nhân đôi cái tốc độ, kiểu như tốc độ ra vợt á, giúp người chơi có được những cái pha tốc độ ra vợt nhanh thông thắt như là cái tên của cái đoạn tiêu đề mà nhà Yonex họ có nói á, là Lightning Strike with the new Nanoflare ha. Công nghệ nổi bật thứ hai mình thấy là được tích hợp trên cái cây vợt Yonex Nanoflare 1000Z mới này á, đó chính là tại cái lỗ đan dây số 5, số 6, số 7, số 8 của chúng ta nó sẽ được tích hợp một cái dãy gen liên tiếp luôn. Thì cái dãy gen này gọi là Speed Acid Bumper các bạn nha. Thì với việc tích hợp cái dãy gen này, nhà Yonex họ có nói á, thì đây là một cái vật liệu cứng, nó giúp hạn chế cong vênh khi mà người chơi chúng ta vung vợt. Chúng ta phát lực vào cái cây vợt á, thì giúp cái hiệu suất đẩy khi mà người chơi chúng ta vung vợt nó được cải thiện rất là đáng kể. Tiếp theo, cái phần đổi mới thứ ba đó chính là cái phần chụp mũ vợt của chúng ta đã được đổi mới thành cái chụp mũ AB Cuplet rồi. Thì cái chụp mũ mới này khi mà tích hợp vào á, nó sẽ giúp hạn chế tối đa rung lắc sau mỗi cái pha đánh cầu của người chơi ở trên sân đấu ha. Nhưng mà bù lại á, đổi mới cái phần chụp mũ vợt nhưng mà cũng đổi mới được cái phần đũa. Nên mà mình không biết là có phải là cải tiến hay không. Thì trước đây với những cái cây vợt cao cấp như là Nanoflare 800 800LT, thì cái đũa vợt của chúng ta được tích hợp cái đũa là Ultra Slim Shaft và cái đũa rất là mỏng, cái đũa 6.6mm ha. Nhưng mà với cái cây Yonex Nanoflare 1000Z mới này á, nó được tích hợp một cái đũa to hơn các bạn, cái đũa Super Slim Shaft là 6.8mm. Cái siêu phẩm này của chúng ta nó sẽ được phát hành với hai cái phiên bản, đó chính là phiên bản trọng lượng 3U là phiên bản trọng lượng nặng nè, và phiên bản trọng lượng trung bình là 4U là phù hợp dành cho đa số người chơi phong trào của chúng ta luôn. Và hẹn các bạn ở giữa tháng 6 để cái siêu phẩm vợt này về hàng, thì mình sẽ làm một chiếc video cụ thể đo hông số về cái siêu phẩm vợt
vật này, coi coi thông số nó như thế nào, nó có chiến, nó có khó đánh không, đủ nó có phải là siêu cứng không nha. Rồi thì đến đây video của mình demo về cái siêu phẩm vật mới Yonex Nanoflare 1000Z, cái siêu phẩm phải gọi là hot nhất của nhà Yonex trong năm 2023 này đã hết rồi. Nếu mà các bạn thấy video này của mình hay và bổ ích thì nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh ha. Thì nếu các bạn có những cái nhận xét nào khác thì các bạn cứ thoải mái đánh giá, mình sẽ xem và ghi nhận hết đó. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, nhớ like và đăng ký kênh cho mình luôn nha. Đó sẽ là động lực để mình cùng Team BNB làm các video sau được tốt hơn. Rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha, bye bye.